Em ngủ đi. Anh ngủ trước đi. Đi ngủ đi. Em chơi xong cái game này em mới ngủ được. Em để điện thoại sáng giờ sao anh ngủ được? Thì nè anh đắp mền lại đi. Anh đắp mặt lại ngủ. Thôi mệt quá em chơi chơi đi, anh xuống đất anh ngủ luôn. Hả? Em ơi, tới giờ em làm kìa. Trời ơi. Sớm dậy đi. Chưa đâu, mới 4 giờ sáng rồi anh ơi. Trời ơi, gì mà mới 4 giờ sáng mà. Ui, một đêm mà ai mà lận như sao mà ngủ được. Em ơi, dậy đi. Điện thoại reo kìa. Chưa tới giờ làm đâu, em chỉnh cách nửa tiếng reo một lần mà. Trời ơi. Trời đất ơi. Mày làm gì mà mới sáng sớm mà mặt mày thẫn thờ vậy? Thì có chuyện mới kêu mày qua đây chứ. Chuyện gì? Thì con vợ tao chứ ai. Sao? Nó bị cái gì á, nó ghiền điện thoại. Sáng cũng cầm điện thoại, chiều cũng cầm điện thoại, ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại. Mà thêm cái tật, nó cứ hẹn giờ mà nó không chịu dậy, nó cứ gia hạn 15-20 phút. Nó lại reo một lần. Trời ơi, cả đêm vậy. Tao muốn chết luôn á, bây giờ có cách nào mà giúp tao với. Tao nói cho mày nghe, nghiện cái gì không sợ, chứ nghiện điện thoại á, hơi bị khó trị á nha. Bây giờ phải làm sao vợ? Cách thì có, nhưng mà quan trọng á là mày có chịu làm theo cách của tao không? Cách gì cũng được hết trơn á, miễn là tao thoát khỏi cái cảnh này. Mày giúp tao đi nha, mày giúp tao đi. Ok. Ủa? Sao hôm nay anh dậy sớm quá vậy? Không có ngủ được. Ủa sao vậy? Anh bị bệnh hả? Đau đêm coi coi. Có sao không hả? Trong người anh sao vậy? Sao vậy? Bị bệnh rồi hả? Hay lạ hả? Em dẫn anh đi bệnh viện khám nha. Tắt tiếng ở đây, tắt tiếng ở đây. Trời ơi, nhức đầu quá, tắt tiếng ở đây. Tắt nè. Trời ơi, anh sao vậy, sao vậy? Trời ơi, cái tiếng chuông điện thoại của em thôi mà. Có sao không, có sao, có sao không chồng, có sao không? Trời ơi, đồn một rồi, em đưa đi bệnh viện khám nha. Cho tôi hỏi có chủ nhà ở nhà không hả? Anh đợi tí xíu. Ủa, ai tới kiếm mình giờ này vậy ta? Dạ mời anh vô nhà. Dạ, chào chị. Dạ. Tôi có công chuyện tới đây làm phiền chị, mong chị thông cảm giúp. Được rồi, có gì thì anh cứ nói đi. Chẳng giấu gì chị, đây. Tôi là... À, biết rồi. Nhìn gương mặt anh sáng sủa, ăn mặc áo blue như vậy, nhân viên bán hàng đúng không? Quảng cáo sản phẩm ngoài chợ đúng không? Trời ơi anh ơi, nói nghe nè, tại vì nhà tôi á, đó giờ mua đồ là toàn mua đồ nó phải có thương hiệu đàng hoàng, không có mua hàng chợ mà mấy cái quảng cáo tào lao mấy lao như vậy. Thôi không, mấy anh về đi nha. Không, chị hiểu lầm tôi rồi. Tôi là bác sĩ. Bác sĩ? Đúng. Ủa anh ơi, bác sĩ giàu hả? Sao? Không, đang có mùa dịch, bởi vậy tôi được phường cử xuống để truyền cho mọi người hiểu về cách phòng và chữa bệnh. Nhưng mà anh ơi, thật ra thì tôi biết, nhưng mà anh chắc anh tới nhà khác đi, tại vì nhà của tôi không có ai bị bệnh gì hết. Anh ơi, chồng ơi. Trời ơi, thấy chưa, chồng của cô như vậy mà cô nói là nhà cô không có ai bệnh là sao? Không phải, thật ra là chồng của tôi từ bữa tới giờ rất là khỏe mạnh, chỉ có hôm nay là anh mới bị ngộ như vậy thôi. Nè nha, theo kinh nghiệm 10 năm là bác sĩ của tôi á, thì những cái biểu hiện đầu này á, có thể cho ta thấy dấu hiệu đó là của tâm thần phân liệt. Cái gì? Tâm thần phân liệt? Đúng. Ôi, trời ơi. Sợ chưa? Anh ơi, nhìn chồng của tôi. Không có giống con người vậy anh ơi.
thiệt á, không có phải chồng của tôi đâu anh. Chị bình tĩnh đi, chị bình tĩnh đi. Bây giờ cái gì nó cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ chị muốn tôi giúp cho chị không? Anh ơi, anh giúp tôi đi anh. Để có thể trị dứt điểm một căn bệnh nào đó thì chúng ta phải tìm rõ được cái nguyên nhân, cái mầm mống mà khiến căn bệnh nó trỗi dậy. Nguyên nhân. Bác đi, trời ơi, đau quá, trời ơi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Xin lỗi anh, thật ra đây là cái tiếng chuông mà báo giờ tôi uống thuốc trắng da. Rồi tôi biết rồi. Vậy có nghĩa là lý do mà chồng chị phát cơn bệnh như vậy là do là chị uống thuốc. Chồng chị không thích chị uống thuốc. Bậy rồi. Ủa là sao không có thuốc hả? Chồng chị không thích chị. Hả? Chồng của tôi hả? Không thích hả? Ủa? Tôi chưa... Chết tôi, tại sao trở nên như thế? Giúp tôi với anh ơi. Biết rồi, giúp. Rồi bây giờ này, đây. Có một cách giúp này. Tôi đã tìm ra được biện pháp và tôi cũng đã tìm ra được cách để giải quyết luôn. Biện pháp gì giúp? Rất đơn giản, chị chỉ cần một phát duy nhất, chỉ một chữ ký duy nhất, chị ký vào đây giúp em là mọi xua tan phiền muộn được hết. Rồi ký, bây giờ ký á, ký có nghĩa là chồng của tôi rút ống thở đúng không? Tôi sẽ ký. Rút ống thở cái gì, có truyền ống thở đâu mà rút ống thở, đơn ly hôn. Đơn ly. Ê! Gì vậy? Anh bị gì vậy? Nè tôi nói nghe nha, bác sĩ là mình phải chữa bệnh, còn mình không chữa bệnh thôi nha, đừng có bắt người ta làm tầm bậy tầm bạ. Tự nhiên vợ chồng của tôi bắt ly hôn làm sao? Chỉ có ly hôn thôi thì chồng chị sẽ mãi mãi không bao giờ bị dứt bệnh, là không bao giờ bị mắc bệnh nữa đúng không? Ok luôn, ok. Nè gì? Anh mới vừa liếc mắt đưa tình với chồng của tôi đúng không? Tôi thấy nè, tôi hiểu vấn đề rồi. Có nghĩa là ngày hôm nay anh tới đây giả bộ làm bác sĩ, xong rồi cái hả anh nói là chồng tôi bị cái này để hả anh bắt về chồng tôi ly hôn. Không, chị, rồi chị, rồi anh cướp chồng của tôi đúng không? Bạn anh nó có bạn gái rồi. Đúng rồi. Anh ngưng ngay cái nói chuyện từ nãy tới giờ. Anh bước ra đây. Nhảy lên. Anh khỏe rồi đúng không? Từ nãy giờ là anh diễn trước mặt của em đúng không? Nãy giờ tụi anh bày ra cái màn kịch này á là để cho em sáng mắt ra đó. Đó, em có thấy không? Em sử dụng điện thoại suốt cả ngày lẫn đêm luôn. Anh không thể nào ngủ được. Có ngày anh trở nên anh điên anh khùng như vậy đó, em có muốn không? Em muốn không? Ủa, khoan đi, anh nói vậy là sao? Cái gì mà tự nhiên... Em có biết là sử dụng điện thoại mà lạm dụng như cái kiểu của em á, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe lắm không? Dùng điện thoại trước khi ngủ là một thói quen xấu. Việc nằm xuống giường nhưng vẫn cầm điện thoại trên tay có lẽ là bình thường với nhiều người. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến bạn phải vận động não bộ và từ đó khó đi vào giấc ngủ hơn, lâu dài còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần. Dùng điện thoại trước khi ngủ gây ảnh hưởng đến bạn bè và người thân. Khi bạn ngủ chung với ba mẹ, vợ chồng hoặc bạn bè, thì việc chơi điện thoại quá khuya là một hành động thiếu tế nhị mà ai cũng thấy khó chịu. Bạn vô tình bắt người khác thức theo bạn vì ánh sáng, thậm chí là âm thanh từ chiếc điện thoại. Vì thế, hãy bỏ ngay thói quen này đi nhé. Dùng điện thoại trong bóng tối khiến cho thị lực giảm sút. Đây là một lý do nữa để bạn từ bỏ thói quen đem điện thoại trên giường ngủ, thậm chí giấc ngủ sẽ bị gián đoạn. Không nên dùng điện thoại đặt báo thức rồi lại bấm báo thức lại. Hãy cố gắng dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, thay vì cứ cài báo thức lại. Việc này chẳng giúp bạn khỏe hơn mà ngược lại khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái thức ngủ liên tục, dẫn đến mệt mỏi kém tỉnh táo. Đây là cái liệu trình để mà chị quần thâm ở dưới mắt nè, qua đó sẽ chăm sóc da mặt luôn. Anh yên tâm đi, mấy cái gì mà về săn sóc da mặt và chỉnh trang sắc đẹp là em rành dữ lắm. Nói chung là em xin lỗi chồng bởi vì thời gian qua đã làm ồn ào. Bây giờ em bù lại sẽ chăm sóc cho chồng nha. Rồi làm liền đi. Rồi. Đây cái này nha. Bây giờ hả là mình sẽ làm. Trời đất ơi. Tình cảm quá ha. Ủa? Ủa, mẹ qua đây chi vậy?
Mày làm cái gì mà tao gọi mày từ sáng giờ không được vậy? Thì vợ chồng tao có xài điện thoại nữa đâu. Mày gọi thì sao nghe. Ê, nè nè, không ấy bây giờ á, coi như là tao xin mày luôn á. Hồi hôm qua tao giúp mày rồi, bây giờ hôm nay mày giúp tao được không? Vụ gì? Con ghệ tao nó ở nhà á, bây giờ á nó y chang con vợ của mày luôn á. Y chang vợ tao là sao? Nó cùng điện thoại thôi. Nên không được so sánh vợ tao với ghệ mày nha. Bây giờ vợ tao đã cải tà quy chánh, bây giờ vợ tao là số 1. Nhưng mà bây giờ mày phải giúp tao, tại vì hôm qua tao giúp mày rồi, bây giờ mày không giúp tao biết nhờ ai. Là không. Bây giờ mày không giúp tao phải không? Không. Bây giờ mày không giúp không? Không. Nói chung là anh đi về đi. Chào. Đi vô trong đây, em sẽ chăm sóc cho anh. Ê mày phải ở lại đây với tao chứ. Ê không có giỡn nha. Mày giúp tao đi, mày đi đâu vậy? Nè. Đứng yên. Ê. Vô trong đó đi, đóng cửa lại. Chờ em ở trong nha chồng. Ê, cái gì? Cho anh chừa cái tật. Hôm qua dám lừa tôi hả? Liêu liêu. Ê, nè, giúp tôi đi, nè, ê. Nói vợ chi cho vậy nè. Chị sừ. Không tin được chính mình.